Chào tất cả anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh Lo Kéo Tiso. Hôm nay là demo mẫu lo nắp tắt mới nhất 2020. Rất là đẹp mọi người. Bảng điều khiển nằm phía trên. Đây là bao đựng mic cực kỳ sang trọng nha mọi người. Nhớ đón xem video chi tiết. Sẽ sắp phát hành tại Lo Kéo kênh YouTube Lo Kéo Tiso. Trời này chỉ cần em bên cạnh anh thôi, bao sân cũng kể thôi. Nụ hoa xinh dịu dàng trên môi, cho tim anh rung động bối rối. Trời xanh với đầy đèn teo tươi, yêu mắt tôi nụ cười anh như kia đang xuân. Em đêm mang theo với anh, âu sầu trong anh như xoáy chỉ bay những nụ cười này. Để mình cực kỳ thích con lo này là bản điều khiển nằm phía trên và cái bao micro nha mọi người. Như là mặt trời bay rồi, dừng lại một chút thôi.